Thưa quý vị, dẫu vẫn luôn bận bịu với những ca trực sau Tết, nhưng đối với mỗi chiến sĩ công an thành phố, việc được hỗ trợ giúp đỡ cho người dân và du khách có một cái Tết vui vẻ, an bình luôn là niềm hạnh phúc của chính mình. Trong dịp đầu năm mới, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với những việc làm tử tế của những cán bộ chiến sĩ công an thành phố trong mùa xuân này. Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 là một dịp đáng nhớ của em Võ Thị Lệ Huyền, quê tỉnh Quảng Ngãi. Khi bất ngờ được công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ mời lên để xác nhận với chiếc xe bị mất trộm đã được thu hồi. Khó có thể diễn tả được sự vui mừng của Huyền nếu như không có sự vào cuộc quyết liệt của công an phường Khuê Trung trong những ngày Tết. Thì năm mới này, Huyền không biết lấy phương tiện đâu để đi làm trở lại. Nói chung là mất một chiếc xe thật sự khá là bất tiện cho em trong việc di chuyển giữa công việc rồi này nọ rất là nhiều. Khi mà mình đi trình báo công an thì em cũng không nghĩ là công an sẽ giúp em tìm ra xe nhanh đến như vậy. Nhưng mà hôm nay nhận được xe của mình thì em cũng rất là vui vì các anh đã làm việc rất là hết mình để giúp em tìm được xe. Bất cẩn đánh rơi chiếc ví bên trong có hơn 10 triệu đồng và giấy tờ tùy thân, anh Trương Quang Lục, một du khách ở Quảng Bình đã rất bàng hoàng lo lắng khi không rõ tài sản quan trọng của mình giờ đã ở đâu. Rất may cho anh, vào sáng ngày 30 tháng 1, binh nhất Trần Đỗ Văn Nam, chiến sĩ nghĩa vụ của Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ bảo vệ trước ngân hàng, đã phát hiện chiếc ví và báo cáo sự việc lên chỉ huy. Chỉ sau thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố đã liên hệ được với anh Lục để trao trả lại chiếc ví nguyên vẹn trong sự vui mừng khó tả. Trong lúc em đang lo lắng thì các anh công an bảo là qua bên chỗ phòng công an để làm thủ tục nhận lại ví. Giờ em cảm thấy là rất vui, cảm ơn các anh công an rất nhiều ạ. Không chỉ riêng binh nhất Trần Đỗ Văn Nam hay các cán bộ công an phường Khuê Trung, mà đối với toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, giúp đỡ được nhân dân chính là niềm vui và hạnh phúc mà họ có được trong dịp Tết này. Dẫu vẫn bận bịu với những ca trực sau Tết, nhưng đối với mỗi chiến sĩ công an, Tết an bình là cái Tết thực sự ý nghĩa. Tôi thấy quá tốt, tuyệt vời, nhân dịp lễ Tết mới nữa, người dân đi qua đông lại, nhưng mà đồng chí Nam nó thật sự đã thấy được, đã nhặt được, thấy được, tìm tòi rồi báo cáo cho chỉ huy ở đây. Và nói chung có tinh thần trách nhiệm tốt đối với lại người đã bị mất. Cũng không riêng gì bản thân tôi, đối với một người chiến sĩ công an dân nào cũng như thế, khi nhặt được một số tiền hay là vật gì đó của người dân đánh rơi, họ cũng sẽ nhanh chóng tìm hướng giải quyết để trả lại cho người đã đánh rơi nó, để đem lại niềm vui cho họ. Và đó cũng chính là nhiệm vụ cũng như là mục tiêu mà lực lượng công an đang hướng đến. Sau những việc làm tử tế ấy, cán bộ chiến sĩ của công an thành phố lại tiếp tục với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị của mình. Không mong người khác biết đến hay nhớ tên, các anh cũng biết bao con người tử tế khác chỉ muốn năm mới này, những việc làm tốt sẽ được nhân lên và lan tỏa rộng khắp trong xã hội.